Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. So sánh Honda Civic R1000 2020 và Ducati Barnsley V4 2020, liệu Nhật có ăn được ý hay không? Cái chiếc Honda Civic R1000 2020 là một cái mẫu xe nóng hổi vừa cập bến Việt Nam, chất chứa rất nhiều công nghệ hoàn hảo nhất từ nhà Honda. Vậy theo các bạn, nó có thắng được cái phiên bản Ducati Barnsley V4 2020, niềm tự hào của hãng xe Ý hay không? Và lý hôm nay, chúng ta sẽ lý giải cái câu đố hóc búa đó. Civic R1000 hung hăng, còn Barnsley V4 thì quyến rũ. Cái dàn áo của cái chiếc Honda Civic R1000 không chỉ đẹp mắt, mà còn nhờ vào cái mẫu này thì em ấy mới lọt vào trong top những cái dòng lịch Superbike có hệ số cản gió ít nhất phân khúc 1000 phân khối hiện nay. Bên cạnh cái tính là kỹ năng học ấn tượng, thì trên cái chiếc Honda Civic R1000 còn có một cái cặp cánh gió nhỏ được tính toán sao cho tăng thêm cái chút ổn định chiếc xe đi tốc độ cao và giảm tình trạng là bánh trước bị bay khỏi mặt đường trong những cái khoảnh khắc ấy. Và bước sang cái phiên bản Ducati Barnsley V4 2020 thì anh em cũng thấy một cái cặp cánh gió hầm hổ cũng có tác dụng là y chang với cái phiên bản là Honda Civic R1000 2020. Còn dàn áo trên chiếc xe này thì được các hãng xe đến từ Ý đặt một cái tên rất quyến rũ, Double Layer. Tại sao có cái tên Double Layer? Cái tên này cũng đặc tính là hai mặt của phần dàn áo. Mặt trong thì có nhiệm vụ tối ưu hóa cái công đoạn tản nhiệt của cái chiếc lật Barnsley V4 2020. Còn mặt ngoài thì làm chiếc xe trông nuột hơn bằng thiết kế là vuốt nhọn, ôm khích với cục máy và khung sườn, làm chiếc xe trông lật gọn gàng hơn hẳn. Honda Civic R1000 2020 sở chứng minh cái bộ khung sườn được nghiên cứu và chế tác bằng vật liệu nhôm với cấu trúc kim cương. Nhờ vào cái cấu trúc này mà cái con xe có cái sự ổn định tuyệt vời và người lái sẽ có cảm giác là cái phiên bản Honda Civic R1000 2020 mềm dẻo ở những khúc cua nhưng lại rắc chắn ở tốc độ cao. Nếu các bạn nghe mình giới thiệu chi tiết về khung sườn xịn sò của cái chiếc Honda Civic R1000 2020 thì các bạn cũng chớ là vội nghĩ cái khung sườn của phiên bản là Ducati Barnsley V4 2020 thua kém. Cái bộ khung sườn đã lộ ra trên con xe với tên gọi là Fox Hammer. Một điều đặc biệt nhất của em ấy là tổng khối lượng chỉ có 4kg. Chính nhờ vào cái khung sườn nhẹ như vậy nên em ấy đã đóng góp cái phần nào trong cái công cuộc giảm cân cho phiên bản là Barnsley V4 2020. Chứ một cái chiếc xe nhẹ hơn khi lái chắc chắn sẽ có cảm giác tự tin hơn hẳn. Nói về phần cấp, mình tin chắc ai cũng cho rằng cấp đơn của cái phiên bản Ducati Barnsley V4 2020 sẽ đẹp hơn hẳn so với cấp đầu của cái chiếc là Honda Civic R1000 hơn nữa. Đối với cấp đôi thì sẽ giảm được trọng lượng giúp chiếc xe nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó riêng cá nhân của mình thì cấp đôi của cái chiếc Honda Civic R1000 nó sẽ đậm và chắc hơn nếu chúng ta chạy tốc độ cao. Còn phần mình nói thì cũng là cơ bắp quá chứ, nó cũng đẹp chẳng thua kém gì phiên bản là Ducati Barnsley V4 2020. Màn hình cả hai xe đều bắt mắt. Civic R1000 lại thắng thế hơn nhờ vào hệ thống mắt cây rất hiện đại. Màn hình của cả hai đều là màn hình TFT hiển thị sắc nét, có cái độ phân giải cực cao. Hơn nữa, cả hai chiếc xe màn hình của cái chiếc Civic R1000 và Barnsley V4 2020 còn có tích hợp rất nhiều cái cảm biến thông minh. Một trong số đó là cảm biến ánh sáng, giúp màn hình tự điều chỉnh cái phông màu sao cho phù hợp với ánh sáng môi trường. Barnsley V4 2020 có dùng hệ thống chìa khóa là cổ điển, hơi thụt lùi so với cái dòng lịch Civic R1000 2020. Thì cái chiếc siêu xe này đã có trang bị chìa khóa smart key rất hiện đại. Bên cạnh đó còn nhờ vào không có ổ khóa nên cái mẫu xe của nhà Honda còn có một cái chút lợi thế hơn khi có không gian lấy gió ở bên trong,
tăng thêm cái chút hiệu sức cho cái chiếc Super Bike, tăng thêm cái chút hiệu sức cho cái chiếc là Super Sport. Nhưng đối với mình chưa rõ hệ thống Smart Key của cái chiếc Honda Super R1000 liệu có remote hay không, và mình cũng không biết nó như thế nào, nên cũng không được chứng kiến sờ tận mắt, thì mình sẽ bổ sung thêm những điều tiếp theo trong một thời gian ngắn để các bạn có thể tìm hiểu thêm cái loại chìa khóa này. Xe Nhật bây giờ có thật là mạnh hơn xe Ý hay không? Cái chiếc Honda Super R1000 2020 mang cho mình một cái khối động cơ lực 4 xanh thẳng hàng, được phát triển bởi cái sự hỗ trợ của đội ngũ HRC, cúp mặt trong cái mùa giải là MotoGP rất danh tiếng. Những chi tiết đáng giá ở khối động cơ này cần phải kể đến như cái cầu mổ finger follower giảm tới là 75% quán tính, cái thân chiên TI-64A titanium, cái thì piston nhôm A2618 tương tự như phiên bản là RC23VS, cái lớp phủ DLC trên bề mặt của cam. Như vậy mà Honda Super R1000 2020 cho ra một cái công suất đa là 214.5 hp, ở ngưỡng mô tô là 14.500 phút, moment tất đại 113 Nm, ở ngưỡng mô tô là 12.500 phút. Cái có động cơ của Ducati Barnacle V4 2020 khi so ra thậm chí còn lớn hơn cái có động cơ của Honda Super R1000 khi cái chiếc Superbike đứng từ Ý này có dung tích lên tới 1103cc, lại lớn hơn cái chiếc Super R1000 khoảng là 100cc. Cái có động cơ của cái chiếc V4 2020 có một cái tên là Desmucci Shadow, hai máy nằm lệch một góc để chiếu về 90 độ, sinh ra công suất đa 214 hp, ấn ngưỡng mô tô là 13.000 vòng/phút, moment tất đại 124 Nm, ấn ngưỡng mô tô 11.000 vòng/phút. Nói thật với các bạn, cứ bỏ qua cái đoạn trên thì mình cũng chưa biết cái sức mạnh của phiên bản là V4 có mạnh hơn cái chiếc là Super R1000 khi chúng ta chưa được sờ tận tay, nhưng ít thì chúng ta cũng hiểu được sức mạnh của nhà Honda có phần là mạnh hơn một chút xíu so với hãng xe của Ý. Từ xưa tới nay thì Honda luôn hướng tới chiếc xe theo một cái mà ăn chắc mặt bền. Ngoài ra họ còn nâng cao thêm cái tính dễ chơi, dễ chạy lên hàng đầu. Có vậy, đó chính là một lý do ưu tiên khi dùng cái có động cơ V4 chứ không phải là động cơ V4. Dù có động cơ V4 sẽ tối ưu cái công suất tối đa hơn khi có cùng cái phân khối và dung tích xy lanh. Còn Ducati nói chung và Ducati Barnacle V4 2020 là một cái chiếc xe đua chính hiệu, khi các chi tiết cho động cơ cần kiểm tra thường xuyên qua cái lần ECMO, nên việc Honda vẫn giữ được cái độ bền bỉ của khối động cơ Super R1000 nhưng lại được nâng thêm cái công suất gần bằng một cái chiếc xe hơn về phần khối là một thành tựu rất lớn lao. Hơn nữa, hãng xe đến từ Ý thì phải thường xuyên kiểm tra và tuân thủ các quá trình bảo dưỡng rất là khắt khe. Còn mặt giá bán và trang bị công nghệ, những trang bị công nghệ của cái chiếc Honda Super R1000 gồm có như là Stress Backwire, Honda Selectable Square Control, hay là Electronic Setting Damper, màn hình tiếp tiên vân. Mà chi tiết mình thích nhất ở đây chính là cái bộ Anovis được chế tác từ Titan cùng với ống xả theo xe. Cái chiếc xe này đang được bán thị trường Việt Nam với hai phiên bản là Super R1000 2020 được trang bị cái cặp hẹp Nissin phía trước và phục trước Suwa có đường kính 43m, phục sau là Suwa Unit Rolling có thể điều chỉnh 10 nấc, phối với hai màu đỏ xanh trắng đen đều có mức giá là 949 triệu Việt Nam đồng. Còn cái chiếc Super R1000 Fairless SB 2020 được trang bị toàn là những món đồ chơi hàng hiệu như phục trước sau từ Holin, công nghệ kiểm soát lập bán chủ động Holin Electronic Control, cái cặp heo trước Rainbow Drama, và cái chiếc này duy nhất chỉ có một màu đỏ xanh trắng, mức giá là 1.049 triệu đồng.
những trang bị trên cái chiếc Ducati Bandrer 14/2020 gồm có EPU 60, ABS trong cua EPO của Boss, Ducati Traction Control EPO DST, DBL, TBC, EPO v.v. Mình sẽ gửi đến cho các bạn là hai phiên bản đang có bán Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam hiện nay thì phiên bản cánh gió của V4 4S2020 thì vẫn chưa bị nước nên do ảnh hưởng của cái dịch bệnh Covid-19. Và Ducati Bandrer V4 cái bản 2019 sở chứng minh cái cặp phục trước của Showa 43m, phục sau có thể tăng chỉnh. Chiếc xe này thì có mức giá bán là 992 triệu đồng đồng. Còn phiên bản là Bandrer 4S2019 sở chứng minh cái cặp phục trước sau từ Hoa Liên, cái mâm đồ chơi đính từ hiệu nổi tiếng Bắc Jasini, và bởi vậy mức giá chiếc xe đã đội lên tới là 1 tỷ 100 triệu đồng. Thế các bạn nên chọn cái chiếc xe nào hợp lý nhất? Còn mình tin chắc các bạn sẽ chọn cái chiếc là Honda Summer R1000 R2020, vì đó là một cái fan ruột của nhà Honda, yêu thích cái sự bền bỉ của hãng xe này. Nhưng nếu yêu thích Ducati thì Bandrer 14/2020 cũng là một lựa chọn rất hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.